Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ những cái cảnh đẹp về Hà Nội. Thì hôm nay Tuấn Dương đang có mặt ở đây là gọi là ngã ba Văn Điển. Đây là giao cắt giữa hai con đường là đường Ngọc Hồi và đường Phan Trọng Tuệ. Thì trước đây đường Ngọc Hồi cái khúc này thì bây giờ do là lên quận nên là người ta gọi là đường Ngọc Hồi, còn trước đây thì nó là quốc lộ 1A. Còn cái đường Phan Trọng Tuệ phía đi qua đường sắt đi về nghĩa trang Văn Điển đó thì người ta gọi là đường 70. Lúc này thì tên gọi là Phan Trọng Tuệ rồi. Còn cái hướng này là chúng ta sẽ đi về cái khu vực thị trấn Văn Điển, thưa các bạn. Bên tay phải của cô bác anh chị là những các cái căn nhà phố, còn phía bên tay trái là ga Văn Điển. Ga Văn Điển đây có mấy chú công an đang làm nhiệm vụ này. Rồi lúc này là đèn vàng. Đây mình sẽ chia sẻ một vài những cái hình ảnh về khu vực thị trấn Văn Điển. Ở đây là Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì này các bạn này. Còn cái đường đi vào đây thì ngày xưa người ta gọi là cổng vôi, bây giờ thì nó đã được mở rộng cũng khá là đẹp rồi, xây lùi vào trong. Còn cái hướng này đó các bạn là chúng ta sẽ đi về cầu Văn Điển. Mình chia sẻ như vậy để các bạn ở xa, nhiều bạn của mình ngày xưa ở Hà Nội nhưng mà bây giờ thì đi làm việc cũng như là đi công tác xây dựng gia đình. Có những bạn thì ở rất xa, có bạn ở nước ngoài, có bạn thì ở các tỉnh, có những bạn ở Vũng Tàu, rồi có những bạn thì đi ra nước ngoài. Đây khúc này là cầu Văn Điển này các bạn. Thì phía bên tay phải á, cũng có một cái lối rẽ đi ra cái khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp. Giờ này cũng là giờ cao điểm, khoảng 17 giờ thì công nhân tan ca. Rồi học sinh sinh viên thì cũng hết giờ thì sẽ cùng tham gia giao thông nên là đường hơi đông hơn một chút. Lúc này thì các cháu học sinh thì cơ bản là cũng đã được nghỉ. Như Tuấn Dương biết thì các cháu đại học thì đang chuẩn bị thi, các cháu đang học đại học thì thi cuối kỳ. Còn các cháu cấp 3 thì chuẩn bị thi vào đại học lớp 12 đó. Các cháu cấp 2 nhiều cháu thì đã tổng kết rồi. Còn có một số trường thì tuần này mới tổng kết để chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Cái khúc đường mà Tuấn Dương đang đi đây là đường Giải Phóng cũ, ngày nay thì tên gọi là đường Ngọc Hồi, còn trước nữa thì nó gọi là quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A thì từ thời những cái năm 1980, sau đó thì khi mà đô thị hóa dần dần lên thì người ta gọi là đường Giải Phóng. Cái khúc Giải Phóng thì nó bắt đầu từ hình như là từ đường Trương Định trở lên thì gọi là đường Giải Phóng. Ở đây có những các cái mốc như là ngã ba Đuôi Cá,
mình nhắc để các cô chú mà lớn tuổi có thể sẽ dễ hình dung hơn. Quẹo phải này là chúng ta đi vào khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp này. Đây thì có mấy cái điểm đáng chú ý là có một bến xe gọi là ngoài. Trời ơi, xe đi ghê chưa. Bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát trên cái trục đường này. Ở cuối con đường Giải Phóng này thì là chúng ta đi tới ga Hàng Cỏ, ga Hà Nội ấy. Ở khu vực này thì cái lượng phương tiện khá là đông. Gần bến xe, bến này gọi là bến nước ngầm. Phải chờ là gần 80 giây, tức là khoảng 1 phút rưỡi để đi qua cái nút giao ngã tư này. Đấy, khu vực mình đang đi đây là ngày xưa thì là ngoại thành Hà Nội, nhưng mà bây giờ thì địa giới hành chính cũng mở rộng dần rồi, nên là nó lại trở thành cái khu vực nội đô. Đây, mặc dù đèn đỏ nhưng mà có cái sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông thì chúng ta đi theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Xe gắn máy trở thành cái phương tiện vận chuyển của người dân. Phải chúng ta là cái khu có tên gọi là khu bao bì xuất khẩu. Đây, mình đang đợi ở cái nút giao này để chuẩn bị đi vào khu Hồ Linh Đàm. Bên kia thì còn có một cái đường sắt bắc ngang qua. Và lúc này thì chưa đến lượt mình. Đây các bạn nhìn đèn đỏ đang là còn 27 giây. Nhiều xe gắn máy thì di chuyển đôi khi nó cũng hơi
hơi lộn xộn một chút, do là xe máy thì đặc điểm của xe máy là cơ động. Phía bên tay trái của cô bác anh chị là Hồ Linh Đàm. Ngày xưa thì khu vực Hồ Linh Đàm được cho là cái khu đô thị kiểu mẫu. Nhưng mà tuy nhiên trong những năm trở lại đây thì mật độ dân tăng cao và các cái vụ cháy nổ cũng như là thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid, thì cái khu chung cư này cũng hết trở thành kiểu mẫu nữa rồi. Bắt đầu nó cũng lộ ra những cái điểm yếu. Thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay trời âm u. Ngày hôm nay thì buổi trưa có mưa một lúc, có thể 1-2 ngày nữa thì trời mới nắng ráo được các bạn ạ. Lúc đó Tuấn Dương đi quay phim nó mới đẹp, còn trời âm u thì cái hình ảnh nó không được đẹp, thì cô bác anh chị cũng xem tạm. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ nếu mà khách du lịch thì không nên đến Hà Nội vào cái mùa này. Thứ nhất là thời tiết nó lúc nắng lúc mưa mà rất là khó chịu. Cái thứ hai là cảnh sắc lúc này thì cũng không đẹp. Đấy là cá nhân mình nghĩ như vậy. Khúc này thì đường rất là đông này. Đây góc phố Đại Từ cắt với Nguyễn Hữu Thọ. Ngày xưa khúc này toàn đường đất thôi các bạn. Đông quá nên là các phương tiện nó lao lên vỉa hè để đi. Lúc này các bạn ơi, luật thì không còn luật giao thông mà lúc này chỉ có luật của khoảng trống. Trống chỗ nào là đi chỗ đó. Ở khu vực này các bạn ơi, mọc lên rất là nhiều, các bạn nhìn phía trước mặt kia kìa. Mình sẽ quay camera sang cái hướng phía trước mặt đó, là rất nhiều các cái lốc chung cư, cái mật độ xây dựng chủ đầu tư đó, người ta xây lỗ xong rồi để chịu phạt, nên là cái lượng cư dân ở đây rất là nhiều, mỗi một tòa đó là hàng trăm căn hộ, và mỗi một căn hộ là cỡ từ 4 đến 5 người thì mấy chục lốc đó thì rất nhiều người các bạn, mấy chục ngàn người, và chỉ có cái con đường vào nho nhỏ như thế này nên là dễ bị kẹt. Đây là các bạn này, cái hướng này mình đi thì không có bị kẹt, nhưng mà hướng đi về cái khu chung cư Linh Đàm đó thì rất là đông. Còn mình đi cái hướng về phía Cầu Giấy này thì đường vắng hơn, do cái sự quy hoạch xây dựng quá nhiều chung cư, trong khi đường nhỏ nên dễ bị kẹt. Ở Sài Gòn cũng vậy các bạn ạ. Ở Sài Gòn cái khu vực quận 4 đó là cũng bị cái hiện tượng là rất nhiều các cái tòa cao ốc, mà đi qua cái khu bến Vân Đồn ấy, nó chỉ có một con đường độc đạo, nên giờ cao điểm thì thua luôn.
phía bên tay trái của quý cô bác anh chị là cái tuyến đường Vành Đai. Đường này là sẽ đi ra tận sân bay Nội Bài này. Đây là Vành Đai 3. Trong tương lai thì sẽ còn có nhiều các cái tuyến Vành Đai nữa, như là Vành Đai 4, 5. Đây các bạn nhìn này, những các cái khu tòa nhà mới Gold Head này, rồi City 12C, CT là cao tầng đó. Đây là các cái khu nhà ở tái định cư, chung cư tái định cư. Tái định cư thì mình giải thích với cô bác anh chị là trước đây đây là các cái ruộng rau muống, rồi cánh đồng trồng lúa. Sau này khi mở đường rồi xây dựng lên những các cái khu cư dân mới thì nhà nước lấy đất của những cái hộ dân và phải xây lên những cái chung cư để đưa dân vào đó ở. Nói chung là những cái người mà mất đất, nói là mất đất thì không phải, những người mà được nhà nước thu hồi đất sau đó thì sẽ được quyền mua những các cái suất chung cư với mức giá ưu đãi. Sau đó rồi người ta có tiền thì người ta có thể đầu tư thêm ở chỗ này chỗ kia. Mà ở các cái thành phố lớn ở Việt Nam thì diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp. Tuyến đường này các bạn là chúng ta có thể đi tới tận cái khu gọi là cầu, đi qua cầu Thăng Long. Đi qua cầu Thăng Long rồi đi đến sân bay Nội Bài. Đây, đường rộng như vậy nhưng mà cũng vẫn có cái hiện tượng là đông xe các bạn ạ, đông xe và di chuyển chậm. Nếu mà quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về Sala, bệnh viện ca cơ sở Tân Triều chuyên điều trị ung thư. Trời Hà Nội lúc này cứ xuất hiện một cái lượt dạng như là bụi mịn, bụi không khí á, có vẻ như là không khí bị ô nhiễm các bạn ạ. Vì cái tầm này thì chưa thể có sương mù được, mà nhiều khi 12 giờ vẫn còn nhìn thấy bụi mịn. Đặc điểm là ở những cái khu đường Vành Đai rồi những cái khu giáp danh mà đang xây dựng thì mình thấy đường vẫn bụi.
có 4 làn, mỗi bên là 4 làn, còn ở trên thì là cái đường trên cao dành cho ô tô thôi, ô tô đi ra sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là cái nơi mà chúng ta đang đi, là phường Hạ Đình thuộc quận Thanh Xuân. Đây các bạn này, tới đây thì cũng có vẻ như là đông xe, kẹt xe. Xe hơi thì đi vào cái làn của xe gắn máy, nên là xe gắn máy này phải leo lên vỉa hè. Nói chung nếu mà nó kẹt không đi được thì mình cũng phải leo vỉa hè thôi. And
tổ chức tăng cường thêm nhiều cảnh sát giao thông để xử lý những cái vấn đề cảm thấy nhức nhối. À, phía trước mặt các bạn đây là một cái ga, này là ga đường sắt trên cao này. Đường sắt trên cao thì hôm nọ gặp cái vấn đề là trời đang mưa thì đoàn tàu tự động dừng, không có di chuyển nữa, thì được cơ quan chức năng trả lời là trời mưa nên là nó chuyển từ cái trạng thái lái tự động sang có người điều khiển, nên là đoàn tàu dừng để hôm nào mình sẽ trải nghiệm thử đường sắt Cát Linh Hà Đông. Thực sự thử thì mình cũng không biết là đi lên đây để làm gì luôn, nhưng mà thôi đi trải nghiệm cho nó biết. Các cái thành phố lớn đó, các bạn thì sự di chuyển của tất cả các phương tiện là đều gặp khó khăn. Này mình nhìn thấy cũng ít có rác thải, người bán hàng rong không nhiều, đường phố thì khá sạch sẽ. Đây là cứ như nhà hầm dành cho người đi bộ này, nhưng mà rất ít người sử dụng hầm đi bộ để qua đường. Đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rất là phức tạp. Đôi khi cái tầm nhìn chưa xa nên là đường cứ phải làm đi làm lại hoài. Cái làn phía bên tay trái này các bạn là dành cho xe buýt này. Xe buýt BRT là buýt nhanh đấy, nhưng mà lại không có phương tiện nào đi. Xe máy đi vào đây thì không bị phạt, nhưng mà xe hơi mà đi vào đây thì ăn biên bản, bị phạt vỡ mồm luôn. Nên là xe hơi rất sợ đi vào cái đường này, đường dành cho xe buýt.
làn riêng cho xe buýt. Xe hơi mà đi vào thì ăn biên bản là phạt vỡ mồm, tước bằng lái. Đây, mấy anh chị này đi vượt làn. Sang lấn sang cả cái làn của mình, nhưng mà xe máy đông quá nên là người ta không có phạt kịp. Còn xe hơi người ta vẫn nói một cái câu là túm thằng có tóc chứ không ai túm đứa chọc đầu. Xe hơi thì mỗi một năm thường là theo niên hạn sử dụng, nhưng mà cứ khoảng một năm rưỡi là phải đi đăng kiểm một lần. Và khi đăng kiểm ấy là có cái biên bản phạt nguội, và nếu như mà không đóng tiền phạt đó, thì không có được đăng kiểm, mà không đăng kiểm thì bị phạt, mức phạt rất là nặng. Là không đăng kiểm thì xe không đủ điều kiện lưu thông. Không biết ở nước ngoài thì bao lâu thì phải đi đăng kiểm một lần. Ở Việt Nam thì theo cái quy định thì như là xe mới là được 2 năm, không biết là 2 năm hay là 18 tháng đó, là tức là xe mới mua của nhà sản xuất là không phải đăng kiểm. Sau khi chạy được khoảng 18 tháng là phải đi đăng kiểm lại để kiểm định lại cái chất lượng. Rồi sau đó thì cứ mỗi năm, tức là 12 tháng là đăng kiểm một lần. Đây, phía dưới này thì bị kẹt rồi các bạn này. Bên phải này là trường Hà Nội Amsterdam. Phía bên dưới thì đang bị kẹt rồi, cứng ngắc luôn. Đây là đi qua cái nút giao Trần Duy Hưng cắt với Nguyễn Chánh. Đây các bạn ơi, nhìn xuống dưới thì cũng đường cũng đang kín luôn này. Đó, trời trời, xe xếp hàng xếp lớp luôn. Đó. Xe từ trung tâm đi ra các cái tuyến đường khác. Cái điểm dừng để đón xe buýt của các cháu học sinh sinh viên. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về tòa nhà Khang Nam. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video.
và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những clip kế tiếp. Ngày mai thì có thể mình sẽ quay những các cái khu vực trung tâm Hà Nội như là khu bờ hồ, hồ Hoàn Kiếm, một số những các cái điểm du lịch mà bà con cô bác Việt kiều hải ngoại thường khi mà về Việt Nam thường thích ghé thăm.